Ok, hello, xin chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Red Hoven đây. Và nếu các bạn yêu thích channel của mình, các bạn hãy để lại cho mình một like và subscribe nha các bạn. Và các bạn hãy nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Bây giờ thì chúng mình cùng chơi thế nào. Trời ơi, trời nắng quá mệt quá bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ định troll mèo bằng cách chọn đường. Bắt mèo phải chọn đường sống và chết. Bắt mèo phải chọn một trong hai cái đó. Bắt mèo phải chọn một trong hai nha. Oh my god, thì mình sẽ bắt mèo phải chọn một trong hai thứ đó là sống hoặc chết. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bẫy sống hoặc chết của mình làm ra nha các bạn. Thì sống hoặc chết ở đây có nghĩa là mèo chỉ được chọn sống hoặc là chọn chết, nhưng mà cái đó hên xui nha, chứ không phải là muốn chọn sống là sống đâu. Nhiều khi chọn sống nó sẽ chết, khi nhiều khi chọn chết thì nó sẽ sống thôi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ làm phổ biến luật chơi tới nhà mèo cái nè. Mèo với chị Panda đang làm cái quái gì vậy? Oh la la, đập bẫy kiến đi vô luôn. Mèo ơi, hello, xin chào mèo, xin chào chị Panda. Nữa gì? Ông làm bể kiến, ông không làm cái này cái kia thì cái gì rồi là xong hết bể kiến rồi. Mất thêm chậu hoa rồi. Giờ ông muốn cái gì đây hả? Bữa nay ông vô nhà tôi thì nhà tôi mất mát à. Hôm nay tôi sẽ chơi chiếc trò chơi với mèo là thử thách chọn sống hoặc chết. Thử thách chọn sống hoặc ai, chết. Chị Panda với mèo ai thông minh hơn? Dĩ nhiên là tôi rồi. Biết đâu chị Panda thông minh hơn nha. Tại tôi chơi Minecraft luôn. Qua đây nè các bạn. Hãy coi mèo chọn sống hoặc chết nha bạn. Thì kiểu gì mèo cũng đừng chơi hồ bơi nha chị Panda. Rồi hồ bơi đó là hồ bơi xịn đó. Ok thì đây đầu tiên tôi sẽ cho mèo chọn ha. Đây len xanh với len đỏ. Len đỏ là sống, len xanh là len đỏ là chết, len xanh là sống. Chưa, tôi sẽ làm cái đã. Rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sự sống gì? Đây là hết sống và chết. Thì đầu tiên thì mình sẽ xây cho mèo thật nhiều kim cương. Thì lúc nào bên chết nó cũng có kim cương đúng không? Ủa bên chết là lúc nào cũng có kim cương vậy hả? Bên chết lúc nào cũng có kim vậy cương. Vậy thôi tôi chọn bên chết đi, tại vì bên chết có kim cương mà. Mèo nên chọn bên chết đi. Đúng rồi, nhưng mà bên sống có cái gì vậy? Từ chưa, đừng có chọn. Chưa chọn chứ đâu, tôi kêu đi lên chọn kìa. Mới chọn vậy chứ. Là phải cho ông nằm xong rồi mới đi lên được chọn hả? Đúng rồi. Ok thì cái rương của sự sống thì mình sẽ cho gì, của cái chết thì mình sẽ có rất là nhiều vàng. Thì tham thì chết thôi, đúng không bạn? Đó, mình sẽ bỏ thằng coi nhiều vàng vô. Rồi xong. Thì mình nghĩ gì đây chắc đủ nhiều rồi. Đó, mình sẽ làm 2-3 rương như vậy. Đó. Kiểu này mèo tham lắm à. Mình nghĩ nó sẽ chọn cái chết quá. Tại vì nó sẽ chết trong giàu sang phú quý. Chắc nó nghĩ là vậy. Đó, mình phải thêm vài cái đèn để cho nó hot ha. Và mèo với chị Panda đang chắc ra ngoài ngồi làm gì rồi. Đó. Hai người đang đứng yên. Ủa, cũng nhất hả? Đó. Ok. Bây giờ cái này mình chắc mình phải làm lại cái này cho nó phát sáng rồi bạn. Ok, nó phát sáng rồi đó. Rồi, đây là chết. Ồ, quá hot, chết nhìn quá hay quá bạn. Sao chết nhìn đẹp quá vậy? Còn sống, sống thì nó sẽ như thế nào? Để mình sẽ làm con đường đến sự sống coi. Ok, con đường đến sự sống của mình sẽ... Đây là con đường đến sự sống. Đó, sự sống. Con đường đến sự sống của Red Hood đây. Đây là sự sống của Red Hood. Bập. Đó. Từ mấy bạn chưa biết con đường đến sự sống là gì đâu. Mấy bạn mà nào mà biết mình đang làm gì hay suy nghĩ mình đang làm gì, các bạn comment vô nha, comment nhanh nhanh nha bạn. Ê Hood. Hả? Coi tôi nè Hood. Con mèo làm quái gì? Nhìn lên. Đâu? Nhìn lên cái chỗ nhảy nè. Rồi, nhảy hả? Ghê chưa? Ghê chưa? Trời ơi, Hood bị ác đi. Ghê vậy? Ghê vậy? Quá đáng. Bài đặt ghê vậy? Cái chỗ chơi cũng phá nữa. Phá luôn. Nãy giờ tôi đứng trên đó tôi thấy hết rồi nha. Thấy cái gì? Mèo thấy được cái gì đâu? Mèo chọn cái con đường nào mèo? Hả? Mày chọn cánh, cánh cánh nào? Bí mật. Ok, bí mật luôn, cho mày bí mật ở đó luôn. Giờ tôi sẽ làm con đường đến sự sống và cái chết cho mèo với chị Panda thử thách coi ai là người thông minh nhất nha. Chị Panda chúc chị chọn các bạn chết. Nếu các bạn chọn thì các bạn sẽ chọn con chị đường sẽ nào? Chọn bên kim cương. Hai người đều tham lam vậy. Chị Panda sẽ chọn bên kim cương. Ok, chị Panda và mèo đều nói là sẽ chọn bên kim cương. Ok, mình đã xây xong con đường giữa sự sống và cái chết rồi. Và cuối cùng, nguyên tố cuối cùng của cái chết là gì? Thì là nguyên tố cuối cùng cái chết đối với mình nó là một cái cúp kim cương ha, và một cái rương ha, và cuối cùng trong cái cúp kim cương nó gì mình sẽ ép full luôn ạ. Ép full sức mạnh cho nó luôn. Đâu gia tài chậm hỏng độ mềm mại hiệu sức 5 nè, nó mình sẽ ép cho nó một cái hiệu sức 5 đi. Đó, tại sao ép hiệu sức 5 thì một tí nữa các bạn sẽ thấy nha. Tại sao mà không nên chọn cái chết và mình nên chọn sống, mặc dù sống nó xấu xí biết bao nhiêu mà nói. Nhìn nó thật là xấu. Ok thì bây giờ mình sẽ bỏ cúp kim cương vào đây và mình sẽ để cánh bản này cho mèo. Nãy giờ mình tắt mic của mèo chị Panda rồi, hai người không nghe mình nói được gì đâu. Nãy giờ mình đang say thôi, hai người chắc là mình không biết mình đang say cái gì luôn. Đặt cái này lên và mình để là nên lấy cây cúp 100%. Đó. Thì mình nghĩ là mèo sẽ chọn bên này tại vì mèo nó rất là tham lam. Ok, vì lý do an toàn kỹ thuật thì mình sẽ cắt cái này bằng đá hắc điện thạch nha bạn.
Mình sợ có chuyện gì đó xảy ra và cái đống TNT này sẽ phát nổ. Oh no, mình biết tất cả hạt điện thạch thành hạt giống hết rồi, bây giờ mình có hạt nhân hạt giống. Đó, ok. Một bên là chết, một bên là sống. Thì mấy bạn nghĩ các bạn sẽ chọn chết hay sống đây, các bạn hãy comment nha. Và mấy bạn hãy cùng coi mèo với chị Panda trải nghiệm con đường sống hay chết của mình nha. Ok, đâu rồi, chị Panda đâu rồi, mèo đâu rồi. À, mèo với chị Panda đứng đây nè, đứng đây, hai người đứng đây, vô dạch xuất phát, vô dạch xuất phát. Ủa, bây giờ là xong rồi đó hả? Ờ, để tôi vẽ dạch xuất phát coi nha. Xong rồi đó hả? Ừ. Wow, kim cương, mèo ơi. Hấp dẫn quá chị Panda. Nhưng mà cái đó là chết mà. Bộ ai tính chọn chết vậy, vô đó là câu chuyện chết nhưng đó. Nhưng mà tôi vẫn thấy nó hấp dẫn. Trời ơi. Sao mèo đần độn quá vậy? Mặc dù là mình chọn bên đây đi mèo ơi. Chết. Đây bên này là trời sống. Trời ơi. Nè. Cái bên này là sống hả? Ừ, sống đó. Sống thì không. Trời ơi, sống. Sống mà có TNT lửa cháy chỗ này đi vô đó, lội đi vô tới cổng là chết mẹ nó rồi. Trời ơi, mà sống. Sống bên đó là sống đó. Chưa tới cổng nữa là nó méo hết rồi. Vậy mèo chị Panda, mọi người chỉ được chọn một bên thôi, ai chọn đi. À, tôi giành bên chết à. Ừ, chọn bên đây cái mèo ơi. Thôi chết. Ồ, vậy không ai chọn bên sống hết hả? Ừ, thôi chị Panda chọn bên sống đi. Thôi vậy chị Panda chọn bên sống đi. Ôi, không. Sẽ có bất ngờ dành riêng cho chị. Chị Panda chọn bên sống đi, em chị chia đôi, em chị chia thiệt. Ừ, chia đôi kìa. Ờ, em lấy cho rồi, chị em đào nhanh lắm. Chị Panda ơi, mèo nó tham lam nó sẽ chết chị Panda ơi, đừng tin chị Panda. Chị thấy kim cương em lấy lẹ lắm rồi, lấy làm chi chị. Rồi, đi, nhưng đi mà bên đây không có gì hết, đi tới đây quýu lòng hay sao? Đâu, không có quýu đâu, đi từ từ vô thôi, đi về nè, đi từ từ vô thôi nó, đi. Đi hả? Ừ, nó đi nha, nó đi, đi từ từ giống vô bị bón có vậy hết. Tại đi bình thường. Tại sao bị bón? Hết đi kỳ quá kìa, đó đi. À, có lửa xung quanh. Ê mèo, vậy chị đi thử bên đây có hé mèo. Dạ. Rồi. Bên đây có gì hấp dẫn không? Thì cứ đi đi, bây giờ cánh cửa sẽ sống thì cái chết, hai người chọn đi. Đi nha. Đi đi. Bước lên chị Panda, bước lên. Ok. Bắt đầu ha. Giờ đi. Coi mèo đi trước đi. Rồi ok, mèo đi trước đi. Mèo đi đi mèo. Ok. Đi đi. Rồi. Đây, cái chết, tao không quan tâm cái chết. Ê, à, trước hết bên đây có cây cúp nè. Hả? Ồ, cúp mới đào được chứ không có cúp sao đào. Lấy cây cúp 100%. Ủa, lấy cây cúp 100% là sao? Thì lấy cái cúp 100% là cái cúp sức mạnh 100%. Thì đó, cái cúp của cái chết đó mèo. Đào đại đi mèo ơi. Em lấy hết. Ôi, gì vàng vậy? Ui. Phải lấy hết, không được. Đúng rồi. Em lấy hết. Lấy hết. Ôi. Trời ơi. Tại sao tôi vẫn tham lam nữa hả? Quay vẫn tham lam mấy bạn ơi. Rồi. Rồi mèo bị nổ banh xác rồi chị Panda. Bị nổ banh xác rồi. Nó thấy chưa chị thấy không? Đã nói là chết rồi mà, chết rồi mà mèo vẫn đào là mèo sẽ chết đó. Bây giờ tới lượt chị Panda đi đường sống của chị Panda nè. Nhưng mà còn kim cương đã kìa. Nó không lấy. Tham quá, tham là chết đó. Vậy không thấy mèo nó chết banh sát kìa, đi 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 đi. Ôi. Đi đi, giờ chị đi vô trong đó đi. Chị Panda. Đi như này hả? Sống hả? Ừ, sống. Sống, sống, đi vô được nhưng sống. Nhưng mà lửa cháy quá trời ơi. Thì làm sao để có được trúng lửa thôi nè, đi hẹn trước trong này nè, đi né né ra. Rồi đi xuống đây. Rồi đi đi. Từ từ, đâu rồi? Đó, đi đi. Trời ơi. Ai da, quýu lông. Ô, bên đây có cái lỗ tay quầy, cái té chết rồi, bà sao? Quá. Nè, rồi, bắt cho chị đi. Ôi, bắt cua các kiểu rồi ha. Rồi đi vô. À, giờ đi tới đây rồi đi đâu nữa? Đi vô lẹ, cái bơm TNT nổ kìa, chạy vô cửa lẹ. Chạy vô, đứng ngay cái cửa, Ôi, trời ơi. Trời ơi, nãy bà Panda bà nổ banh xác rồi mấy bạn ơi, bây giờ để đi vô địa ngục để mình cứu cái thôi. Coi bà có sống không? Ôi á, ôi tới địa ngục ơi. Tới địa ngục ơi. Chị Panda. Trời ơi, đây là đâu vậy? Đây là địa ngục á, chị mới chết đó chị Panda. Trời ơi, ghê quá. Rồi. Ôi da. Rồi có cái rương gì kìa. Có cái rương kìa hết. Mở cái rương lên, mở đi. Mở lên. Wow, vàng không, vàng kim cương không, lấy đi chị Panda. Lấy hết đi. Quá trời luôn. Vậy chưa rồi, chị đi về. Quay vô cái cửa đi về sau lưng bạn nè. Đi vô chung vô, đi về nè. U. Rồi bạn Panda. Bạn Panda đâu vậy? Chị đang ở trong chỗ cái con rồng mẹ của con rồng SR. Ồ, vậy bạn Panda đang ở chung với này nè mấy bạn ơi. Ôi đi lên. Ôi, chị trong này hả? Ừ. Kỳ vậy. Ai biết đâu tự nhiên chị đi vô trong này luôn. Trời ơi. Dạ. Vậy cuối cùng là chị sống. Ôi dạ. À, chị đứng đi coi để em zoom lại cho khán giả thấy chị coi. Rồi. Nè chị nè. Ôi vậy chúng cuối cùng là chị được sống rồi chị Panda ơi. Ôi, tại sao tôi chọn con chết mà tôi chết. Chị Panda khoe vàng cho mèo xem ấy. Quá chừng luôn nè mèo. Ôi thấy chưa mèo tham lam. Tham lam. Ôi nè mà mèo cũng đào được mấy viên kim cương rồi hả? Kim cương hả? Tôi còn kim cương. Nè ở đây lấy kim cương kìa mèo, lấy kim cương kìa. Tôi còn nè. Nè lại lấy kim cương kìa. Kim cương. Thôi cuối cùng hai người chọn sống chết gì cuối cùng cũng chết hết rồi mấy bạn ơi. Thôi thì clip tới đây kết thúc rồi, hẹn gặp các bạn trong những clip sau nha. Bye bye các bạn, bye bye.